Để cho linh mục có tới của anh chị. Ờ, mấy đứa tắt tivi đi con ơi, mấy đứa con tắt tivi đi con. Tắt máy rồi con, tắt hết rồi con. Thì cha vô thì không khí cũng hơi trang nghiêm một tí đó. À, cô bác ở đây thì cũng có cô bác hỏi cái địa chỉ đó, hỏi địa chỉ thì ở đây là ấp 1 xã Phước Kiểm Tây, Cần Giuộc, Long An của bác chị. Có nhiều con nhỏ em nhỏ chị nữa, từ khi thắng rồi nhỏ chị nó giờ là cô là ngoại đó, như là con luôn, còn đây là ngoại đó, bà ngoại người già khổ rồi. Hai lớn nhất, lớn nhất học lớp mấy rồi? Kêu mẹ đi, kêu mẹ Tư đi. Dạ nè, cha ghé cho chia buồn với tụi con, với gia đình tụi con nha. Bởi vì... Đây nè, rồi rồi. Rồi, đây nha, cha chia buồn với tụi con. Cảm ơn cha đi con. Cha cha sẽ còn đóng hình để cha nhờ xa xa chụp hết thì, người cha cũng gửi cho gia đình ít quà của anh chị. Chạy. Cha thì cũng ngày hôm nay tới để thăm gia đình, thăm mấy bé nhỏ. Quý lắm ông bà cô bác ơi. Nói chung cái hoàn cảnh ở đây là có duyên tới mình luôn á. Con hả, còn lớp mấy? Con tới ai nữa? Còn lớp mấy? Lớp 2 còn con? Con chưa đi học hả? Hai đứa, lớp ba nữa. Hai đứa đó là tụi con học ở đâu? Tụi con còn đi học không? Bây giờ nè, mỗi năm học cha sẽ giúp cho chúng con đọc sách, với cha sẽ cho con tiền đi học. Nhưng mà phải cố gắng học cho giỏi nha, không có được nghỉ học. Cha sẽ cố gắng hỗ trợ cho chúng con, nếu có những nguyên nhân khác hỗ trợ chúng con về mặt đó rồi thì cha sẽ tìm cách hỗ trợ cho chúng con cái khác nha. Nhưng mà với điều kiện phải chịu khó học nha, được không? Cảm ơn cha đi con. Mấy đứa phanh tay lại hết, cảm ơn cha đi con nha. Rồi cha sẽ tìm cách giúp cho chúng con để chúng con học nha. Rồi mấy cô bên nhóm con Hồng Xanh á, cũng gửi lại thăm chúng con thì cũng sẽ tìm cách hỗ trợ chúng con, sẽ gửi cho chúng con một số quần áo chúng con mặc ráng đi học nha. Giờ gia đình của mình đã lỡ xảy ra sự việc vậy nên tụi con phải cố gắng hơn. Giờ mấy em là ở với bà ngoại hả? Cô là với
Cái mẹ của anh hả? Cái mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? Cái mẹ của anh có một con dị ứng á cha ơi. Trời ơi mấy đứa nhỏ nhìn cưng dễ sợ. Nhà con mình mẹ săn sóc mà ngoan có về đây. Và cha thấy cũng xúc động của bác anh chị. Thì bữa nay là khi mà đứng trước cái hình ảnh của một cái gia đình, một bi kịch gia đình còn lại 5 đứa trẻ, thì đây là một người cha, thì cha có một cái tâm sự nào không cha? Thì cha cũng rất là xúc động khi mà nhìn thấy 5 đứa trẻ mồ côi cha và giống như là mẹ giờ đó. Thì cha hy vọng rằng sẽ có nhiều người giúp đỡ các em để các em vượt qua những khó khăn, để các em có thể học hành và các em có thể sống tốt trong xã hội. Thì cha là cha xứ ở Cần Duộc cũng như coi cái vùng Đông Thạnh này, thì cha cũng cố gắng hỗ trợ giúp các em một phần nào đó thôi. Còn phần lớn là nhờ ông bạn che mỗi người chúng ta một tay để chúng ta giúp các em để các em vượt qua khó khăn. Dạ đi con. Những cái lời tâm sự của cha đến trực tiếp ở đây thấy chứng kiến rõ ràng trước mắt là hình ảnh gia đình rất là khổ sở của anh chị, và bên cạnh là mấy đứa nhỏ còn rất là nhỏ. Cha uống nước hả cha? Và bờ lộ đứng cái xe anh dụng xe anh đẩy lên chết bỏ lại một vợ hai đứa con rồi chú nuôi rồi nó đi làm thì nó quen với chồng thứ hai này cứ hỏi đàng hoàng rồi sinh ra đứa con gái rồi làm sao là sinh được cặp nữa ba đứa còn ra năm đứa con chú biết chị làm cái gì luôn đó là nó có tay nghề với chị đó, là chị nó giờ lãnh nhận nuôi nên 5 đứa con đó, tóc 5 nữ cho một cô dâu móng có tiệm ở chợ núi nè, mà nó là thầu phụ với chị đó thôi. Thì có ngày thì nó mình hả tiền nhiều á thì cái phần nó cũng được vài trăm, mà ít thì chị nó cho hết. Thì
tôi với bà thì giờ có công giặt giũ lo ăn uống nấu nướng, giờ tôi thì đưa đi sáng đưa chiều đưa rước chiều rước vậy đó. Còn cái phần ăn uống này nọ thì chị nó giờ gánh hết để lo. Không, nói thật với cha, hai đứa học lớp mẫu giáo á thì mình chưa biết cái khả năng của nó như thế nào, chứ còn ba đứa kia nó ngoan lắm, không khỏi cần dạy, năm nào cũng lãnh thưởng nhất lớp, năm nào cũng lên mà thầy cô còn về cái nhà khen mà. Ủa, cha nghe thông tin ở đâu rồi cha đi tới với cha? Trên mạng. Dạ, trên YouTube ha. Dạ, dạ, cảm ơn cha. Cha làm việc tới đây cũng xa ha cha ha? Khoảng 20 cây số. 20 cây số mà cha đi xe máy đúng không? Xe máy. Thưa quý vị, tấm lòng rất là lớn của mọi người. 20 cây số xe máy tới đây. Vượt 20 cây số là cũng xa lắm cha ha. Dạ, thưa quý vị. Ủa thì khi mà cha xem trên mạng á, thì xem những cái clip mà được những anh em YouTuber chia sẻ, thì khi mà cha thấy hình hài của năm đứa bé thì cảm giác cha lúc đó như thế nào thưa cha? Thì thấy thương tụi nó thôi, thấy tụi nghiệp. Giờ giống như không có cha là giờ không còn mẹ nữa, giờ không biết nó như thế nào. Cha mới hỏi thì biết là coi địa chỉ đó. Dạ. Biết là ở phía Bình Tây, ở trong dạ. Của cái giáo điểm Đông Thạnh của cha đây cho phụ trách nè. Nên cho sẵn đứng ra thăm coi xem như nào, để coi giúp các em được gì thì giúp. Dạ. Dạ. Dạ, cái tấm lòng của cha rất là lớn. Như là cha có thể nhận xét trong cái sự việc này ông cha, tại vì một người chồng mà ra tay với một người vợ như vậy thì cha có thể chia sẻ một cái cảm nghĩ về cái câu chuyện này như thế nào được không thưa cha? Cái đó cha không biết nữa, cha cũng không biết đầu đuôi ra làm sao, mà chỉ thấy là mình nói chung mình chỉ nhìn chỉ thương là thương cái đứa nhỏ thôi. Và cái chuyện của vợ chồng mình cũng đâu có hiểu được nội tình bên trong như thế nào mà mình có thể kết án hay là mình xét đó hay. Chỉ thương là thương mấy đứa nhỏ, bây giờ hoàn cảnh nó khó khăn vậy thôi. Cái đó thì để cho cơ quan với chức năng người ta giải quyết thôi, cha ha. Mình không có quyền. Giờ thì ông bà ngoại chắc là vất vả nhiều. Lo cho các cháu với giờ sao giờ? Thì phải lo, chứ là sao? Chắc mình nghĩ bên địa phương chắc là cũng tiền không hỗ trợ mình. Cũng nhờ tất cả các nhà cha, nhờ tất cả các mạnh thường quân chung tay giúp sức. Khi mà tối tới thì ông bà đã rưng rưng giọt nước mắt và trên bờ mi mắt rồi chưa gì. Một lần nhắc lại thì đau hơn những lần trước đó thưa quý vị. Nỗi đau rất lớn từ trong đáy lòng và từ trong tâm trí, trong thâm tâm của một người làm cha. Thưa quý vị, phải nói một điều rằng là đau đớn, rất là đau đớn hơn nữa thưa quý vị. Nỗi đau tột cùng nhất mà người cha đã gánh chịu khi mà đã chứng kiến cái nỗi mất mát, cái nỗi ra đi của người con. Không ai đau lòng bằng tôi, chứng kiến nó đâm con tôi trước mặt tôi mà tôi không cứu con tôi được. Nó chớp mắt, nó nhem như chớp luôn, tôi không cứu con tôi được. Thằng con thứ hai tôi xách cây đứa tôi không cản nữa, đập chết luôn tại chỗ, nhưng tôi cản tôi không cho, không có quánh bạc tay gia đình tôi, không ai quánh bạc tay nào hết. Mà lý do mâu thuẫn gì mà dẫn đến chú hiểu không? Vậy lý do mâu thuẫn hai vợ chồng nữa thì mâu thuẫn vợ chồng lục đục đó, thì gia đình nào không có rồi, không thì cơm không lành cánh không ngọt thì ra tòa ly dị rồi, cái chấp nhận ký tên ly dị rồi, có giấy quyết định rồi, thì con gái tôi tính bữa sáng hôm sau đi lấy giấy quyết định thì tối đêm đó nó chạy xuống năm chết đó. Nó bỏ năm đứa nhỏ này từ hôm Tết tới ngày nó đâm con tôi chết, nó không có cung cấp đồng bạc. Mà một mình con nhỏ nó nuôi năm đứa con mấy tháng trời, vậy mà nó đành lòng ác thú nó xuống đâm con tôi. Nó thọt vô đây mà còn cái gì, nó bịt miệng như nó lật từng cổ thọc vô đây, chớp mắt không có. Tôi đứng cách 2 mét, 3 mét mà tôi không cứu con tôi được. Cái sức nó giải chết đó mà đi 3 thước, phóng ba cái phóng mà thằng kia vẫn bẻ cổ đu theo,
đè xuống kìm chết luôn tại chỗ. Người gia đình tôi không ai quấn bạc tay nào hết. Cái đó tôi nói thật, cũng nhờ ơn trên cho tôi dằn được cái tâm để cho cái vụ án không có đến đổi mà lớn lên. Chứ tôi thúc con tôi, thằng này quánh thằng kia quánh thì được, bữa đó nó dễ nhiều cái án mạng. Dạ, hầu hình như giờ này vô tù cũng vài người, chết hai ba người, hai vợ chồng đó chết hết, mà vô tù hai mấy cha con tôi. Thì cái đó, cái sự cố đó thì cha thấy nó quá phức tạp. Để anh có nhậu không? Nhậu nó xuống đây nó xỉn mà, xỉn dữ lắm. Mà từ cái ngày á, từ mấy bữa Tết mà vợ chồng nó ra tòa ly dị rồi đó, thì nó xuống đây cứ từng nó xuống đây, nửa đêm nó say, nó quậy, nó kiếm nhỏ này nó đâm. Mà kiếm 4 lần, 3 lần rồi không gặp, 3 lần rồi không đâm được. Tại vì 3 lần rồi hãy xuống đây ung sùm lên là có vợ chồng tôi, con tôi cả, sàng qua sàng lại thì không giải quyết được gì. Bữa nó xuống lần thứ nhất, nó vô đây nó mở cửa chụp con gái tôi, nó nắm đầu nó kéo sẻn ra đặng nó đâm. La làng lên thì con tôi thức, vợ chồng tôi thức, thì nó đâm rồi, ra đi nó đâm mà nó đâm gãy cán dao. Nhỏ này né, trúng cửa sắt gãy cán dao. Còn cán dao dớt lại mà, nó xách lưỡi dao nó đi, nó chạy xe ra ngoài thì tôi nghĩ là nó sẽ về luôn như mấy lần rồi. Không ngờ nó quay qua rồi, nói thiệt với cha, 3 phút, 4 phút sau nó quay xe trả lời, nó chạy cái ù vô tới sân. Từ tôi đang còn đứng, tôi mới nói chuyện với con gái tôi, nói tại sao cái giấy tờ quyết định mày không lấy về. Nó nói mai con đi lấy ba. Thì nó còn đứng ở trước cửa cái cây bán cầu, đứng ngay góc cây bán cầu. Tôi đi về bển, tôi mới xe lưng về bển, rót ly nước trà. Rồi tôi nghe nó chạy xe cái ào vô tới đây, tôi xe trả lời được, tôi thấy nó bước xuống có 2 bước là chụp cổ con gái xuống, nó đậm ngang, nó thọc đây liền. Cha có đứng gần 1 mét, cha cứu không được. Nó nhảy dựng 2-3 cái rồi là nó sụp xuống ngay hàng rào lên rồi. Đè đầu bẻ cổ tại đó luôn. Nó bị đó luôn. Khi chết nó cõng trên vai như con chó đem ra ngoài lộ bỏ. Cha nghĩ nó còn cứu người không, còn tánh người không. Nó giác như vai lòng thòng máu mênh mông luôn, ra ngoài bộ lộ bỏ. Động 2 vũng máu vậy nè, ai cũng kêu trời. Anh thấy nó còn cứu con người không? Mà tôi là người cha mà tôi biết con tôi chết vậy hỏi vậy chứ không đau lòng sao được. Thấy trước con mắt mình mà mình cứu con mình không được. Năm đứa con của nó đứng hàng sân này, trời ơi nó khóc dần dần. Cha nó giết mẹ nó khóc dần dần luôn. Mà hỏi chứ nó không nghĩ về con, mà hỏi chứ nó ly dị chứ vợ nó rồi, nó đi ra mình xong rồi thì tự động lập gia đình mới đi. Để con nhỏ này, con nhỏ này lên tòa án, nhỏ này lãnh nuôi con hết mà, không cần cấp dưỡng nữa. Mình cố tình quay trở lại, phải tìm cách được để đoạt mạng con tôi, chốt như xét đánh. Chú với gia đình chia buồn gia đình con ghé lại dạ. Sao ha. Dạ con thầy cảm ơn cha. Dạ rồi, không có gì đâu, con ghé lại sao. Chắc năm mốt sẽ có gì. Dạ. Rồi con thầy cảm ơn cha nha cha. À, đây vừa rồi anh Hải cũng cha cũng tới thăm gia đình cũng trò chuyện. Thì bây giờ cô bác anh chị thấy là trời cũng sắp đổ mưa rồi. À, trời chuẩn mưa rất là nhiều. Dạ chú. Dạ có cái gì dạ. Thì dạ, cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, à, Phong Nguyễn thì cũng cảm ơn ông bà cô bác đã quan tâm theo dõi. Thì cũng cầu chúc cho cha ở đây cùng với tất cả những ông bà cô bác đang xem video thì luôn bình an, may mắn nhiều sức khỏe luôn nha. Thank you.